Theo tờ The Sun, Hải quân Hoàng gia Anh đã mở một cuộc điều tra về vụ sơ đồ của tàu ngầm SMS Anson trị giá 1,6 tỷ đô la Mỹ bị thất lạc nơi công cộng. Ngày 28 tháng 4, tờ The Sun trích lời các nguồn tin cho biết bản sơ đồ kỹ thuật ngư lôi trên tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới nhất của Hải quân Hoàng gia Anh SMS Anson đã được tìm thấy trên sàn nhà vệ sinh của một quán rượu. Được biết, các bản vẽ liên quan đến tàu ngầm lớp Steel SMS Anson đã được đánh dấu là chính thức nhạy cảm Official Sensitive cấp độ thứ 2 trong mức phân loại 3 cấp độ của chính phủ Anh. Trang web của Bộ Tư pháp Anh cho biết những người xử lý thông tin chính thức nhạy cảm phải tuân thủ nguyên tắc nghiêm ngặt, đặc biệt nếu các tài liệu đó có thể bị chia sẻ bên ngoài quy trình thông thường. Theo tờ báo, những tập sơ đồ ngư lôi trên được phát hiện trong một quán rượu ở thị trấn cảng Barrow-in-Furness, miền Bắc nước Anh. Cơ sở này nằm cách không xa nhà máy đóng tàu của tập đoàn B-System, nơi đóng các chiến hạm cho Hải quân Hoàng gia Anh. Đó là một đêm đông đúc, quán rượu chật ních người từ các bến cảng đổ về, cả quân nhân lẫn dân thường. Tôi đi vào nhà vệ sinh và các bản vẽ được buộc dây đó nằm trên sàn. Bất cứ ai cũng có thể tìm thấy chúng, nguồn tin tuyên bố đã tìm ra các tài liệu trên cho biết. Các sơ đồ đó được cho là gồm một bản vẽ mô tả về hệ thống thủy lực của tàu ngầm, làm nhiệm vụ kiểm soát cửa sập của ngư lôi, hệ thống lái và độ nổi của con tàu. Sau khi thông tin về vụ thất lạc tài liệu quân sự xuất hiện, người phát ngôn của Hải quân Hoàng gia Anh nói với The Sun rằng các bản vẽ đó là tài liệu huấn luyện chung, nhưng sẽ tiến hành điều tra về bối cảnh chúng được tìm thấy. Bộ Quốc phòng Anh giới thiệu tàu SMS Anson, vừa gia nhập hạm đội Hải quân vào năm ngoái, là tiềm lực quân sự tiên tiến nhất của Anh, cũng như là tàu ngầm săn sát thủ tân tiến nhất thế giới. Hồi tháng 2, con tàu này đã đến căn cứ Hải quân Clyde ở Scotland để tiến hành các cuộc thử nghiệm trên biển. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.